Xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi và đăng ký ủng hộ kênh cho mình trong suốt thời gian vừa qua. Kênh của mình phát triển ngày hôm nay phần lớn nhờ công lao của quý vị khán giả. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi video của Tuấn Cháy và tôi ngày hôm nay. Và để tiếp tục câu chuyện ngày nay, em sẽ chuyển tải gửi đến tất cả quý vị khán giả câu chuyện về những anh em đóng chân chơi đấy ở các đội, hay là những ông tướng tướng lởm đấy đóng chân chơi hay có những mối quan hệ để mà không phải lao động đấy. Nên là suốt ngày ăn xong là xỏ tay túi quần lượn lờ như cá cảnh trong mặt trận. Thì thực sự các bạn là trong cái môi trường tù tội đấy, thì mỗi người có một cái cách cải tạo khác nhau và mỗi người có một cái điều kiện khác nhau các bạn. Thì mình chia sẻ rất nhiều ở những câu chuyện trước ấy, là người thì người ta có điều kiện kinh tế thì người ta cải tạo theo kiểu là cải tạo tiền, còn người không có điều kiện kinh tế thì là người ta phải cải tạo bằng sức lao động của người ta. Thì thực sự ra mà các bạn là trong cái môi trường đấy thì có rất nhiều những câu hỏi của những quý vị khán giả hỏi là những người người ta đóng chân chơi đấy là sau này có được giảm xét hay là được đặc xá hay được tha tù về không. Cái chuyện đó các bạn hiển nhiên là người ta phải được đủ tiêu chuẩn để giảm án hay là xếp loại cải tạo khá hay là đặc xá hay là tha tù có điều kiện các bạn nhé. Bởi vì nói thẳng các bạn là một đằng là người ta cải tạo bằng tiền, cải tạo bằng tiền là gì, là người ta đã đóng cái tiền sản đấy, tiền 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 khoán, có nghĩa là quy định của Bộ Công an ấy, của nhà nước mình, của pháp luật ấy, là ví dụ một phạm nhân là tùy theo từng đội, ví dụ bạn ở đội bao cấp hay là đội đồi hay là đội kinh tế các bạn nhé, thì là cái mức tiền sản của bạn nó sẽ khác hoàn toàn. Ví dụ như đội đồi chẳng hạn là 50.000 một ngày thì một người đấy, thì là một tháng là bạn phải đóng tầm 1,5 triệu. Thường thường như ông quản ông đóng 1,5 triệu là ông phải thu của mình 1,5 triệu. Như độ kinh tế mọi người nhé, độ kinh tế thì là mỗi anh em là phải đóng tầm 90.000 một ngày, coi như tháng là các bạn phải đóng 2,7 triệu tiền sản. Hay những đội bao cấp thì nó rẻ hơn các bạn. Đội bao cấp nói thẳng các bạn là nó rơi vào những cái đội, nói thẳng là các bạn đội quản chế rồi, thì thường thường nói thẳng các bạn trong cái môi trường đấy thì nói thẳng các bạn là để mà những người anh em mà người ta có điều kiện đóng chân chơi hay là chơi tại trại các bạn, thì nói thẳng nó phải khẳng định được cái đẳng cấp người ta, là người ta phải có điều kiện, quá điều kiện, quá dư thừa kinh tế các bạn. Thì thực sự là các bạn là trong cái môi trường đấy, những người anh em ấy thường thường nói thẳng các bạn là người ta thích thoải mái hơn, người ta không phải chịu gò bó thế nọ thế kia. Thì thường thường là người ta hay xin ra ngoài những đội, người ta đi đội các bạn, rồi ra người ta đóng sản thì nó rẻ hơn và nó đỡ bị soi xét. Còn những anh em ấy, thẳng các bạn mình chia sẻ các bạn, những anh em mà người ta đóng sản tại 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 trại đấy, có nghĩa là người ta làm việc thẳng với ban giám thị hay là trinh sát ấy, là ví dụ là tạo điều kiện cho, gọi là lúc giờ ấy mình xin mình đóng chân chơi ấy, thì người ta xếp cho mình vào cái đội là đội vệ sinh của trại. Đội vệ sinh của trại là gì, thường thường như từng ở mặt trại thì nó chia theo đội, ví dụ như ở đội Thanh Lâm nó gọi cái đội vệ sinh của trại ấy, là đội của quân của nhà vua nó gọi là đội 13, có những trại thì nó gọi là đội 20 chẳng hạn. Thế tùy theo từng từng mặt trại nó đặt tên cho cái đội đấy. Thì thẳng các bạn là với nhà anh em người ta có điều kiện trong đấy hay những ông tướng đều, thì tí nữa mình chia sẻ với các bạn sau về những thành phần gọi là ông tướng tá đều dạy dạy trong trong trại ấy. Thì nói thẳng các bạn là người ta đóng sản trong trại và người ta nói chung là ăn người ta chơi, như mình chia sẻ các bạn ở mặt trận Thanh Lâm vừa rồi mình gặp mấy trường hợp là đóng sản tại trại và nói chung là chỉ quanh đi quẩn lại đấy, ra đến cổng trại rồi vào trong 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 buồng thôi. Có những trường hợp đặc biệt cá nhân
là với cái sự quan hệ người ta các bạn, sự quan hệ người ta nó quá cứng, nó quá lớn các bạn, là người ta có thể chân người ta rộng hơn các bạn, người ta có thể ra đến nhà thăm gặp hay ra đến căng tin các bạn. Thì nó thẳng các bạn là cả một cái vấn đề trong trong môi trường tù tội các bạn. Các bạn biết là nó là ví dụ là mấy người chẳng hạn, có mấy thành phần đóng chân chơi tại trại, nhưng mà có phải là ai cũng thích là ra ngoài cổng căng tin hay ra ngoài xuống nhà thăm gặp đâu, có phải thích ra được đâu, không có đâu các bạn. Các bạn phải như thế nào, các bạn phải có cái gì cơ đấy thì các bạn mới được ra chân rộng như vậy. Thấy thằng các bạn là đã trong đấy rồi, chim lồng cá chậu các bạn không quyền đòi hỏi, các bạn không có quyền ý kiến một cái gì cả. Thực sự các bạn là với những người anh em người ta mà có cái chân cải tạo đấy, lúc nào người ta cũng phải giữ gìn từng ly từng tí một các bạn. Thì thường thường các bạn như mình chia sẻ từ ở mấy tập trước ấy, là những anh em nào chạy đội là một hay là chạy đóng chân chơi các bạn, thì thường thường là những ông trinh sát đấy và ban giám thị là người ta cũng biết, người ta để ý các bạn, là ví dụ cái hồ sơ này, các bạn nhé, là cái hồ sơ chẳng hạn này là người ta đã đánh dấu tên sau cái bản hồ sơ của bạn, cái sơ yếu lý lịch, cái trích ngang của bạn rồi là người ta theo dõi. Chỉ cần bạn vi phạm một cái lỗi gì nhỏ thôi là sẵn sàng người ta cho bạn lên đường. Lên đường thì là người ta cho bạn đi đội. Thì thẳng các bạn là chính vì như vậy có rất nhiều những người anh em người ta không muốn là bị soi xét hay để ý thế này thế nọ, là người ta đã xin, người ta để, người ta cứ thả trôi các bạn, người ta thả trôi ấy cho bên cán bộ, bên trinh sát nhân lực ấy, người ta điều chuyển đi đội nào thì đi, rồi ra ngoài đấy các bạn, rồi người ta lên, người ta sẽ đàm phán với những ông quản giáo và người ta đóng chân chơi. Thì chính đóng chân chơi ở những cái đội đấy thì thẳng các bạn là nó chỉ về một vế thôi, đỡ phải suy nghĩ gì. Nhưng ở trong mặt trại mình đã đóng chân chơi trong mặt trại thì nó thẳng các bạn ấy là người ta bảo lắm thầy nhiều ma, mà làm dâu thì trăm họ các bạn, không khéo thì cũng chết. Thì thằng các bạn là đã là đóng chân chơi trong trong mặt trại rồi thì thằng các bạn là cháu của ông nọ ông kia rồi, cháu của nhiều ông lắm, thì các bạn bảo là làm dâu trong họ thì nó rất là khó. Thì cái thời buổi kinh tế các bạn các bạn vào trong đấy các bạn có điều kiện như vậy thì rất là đau đầu, lúc nào cũng phải xác định là đến hàng tháng hay hàng quý, là nếu một khi gia đình mình lên thăm gặp các bạn nhé, thì là các bạn là phải hương khói là phải hương khói đều, chứ không ông này có ông kia không các bạn, lúc bây giờ thẳng các bạn là cái thái độ nó sẽ khác. Thì trong cái môi trường này nó thẳng các bạn chính ra nó làm cho con người ta từ những người bậc cao hơn mình hay mình là thằng tù thôi các bạn, nhưng người ta vẫn có cái thái độ là nhỏ mọn, bởi vì thằng các bạn người ta xác định vào đấy là người ta làm kinh tế. Nếu như mình mà có điều kiện đó là các bạn là người ta xác định là người ta sẽ quay từng cái mặt trại các bạn nhé, có những mặt trại nó thẳng các bạn là người ta nhắm nhắm vào mình ấy, người ta biết được gia đình nhà mình có điều kiện, mình có kinh tế, là các bạn mà hở ra một cái lỗi gì đó thôi là người ta bắt lỗi, người ta phạt. Nếu bạn không có cái gì cơ chấp hành thế thằng các bạn là xác định là đưa bạn vào kỷ luật, hay là mình đánh thúc bạn đóng chân chơi là người ta sẽ đẩy bạn đi độ. Và chính vì như vậy là có rất nhiều những người anh em là người ta chọn phương pháp là ra ngoài đội để đóng chân chơi. Còn thật nói thẳng ra các bạn là thường thường mình đi rất là nhiều mặt trại rồi, những người anh em nói thẳng ra các bạn ấy là người ta đóng chân chơi ở trong trại thì nó đôi ba đường đóng chân chơi. Có những thành phần nói thẳng các bạn là không phải mất đồng nào, những thành phần ví dụ giả điên giả dại bơ đấy các bạn, hoặc là nói thẳng các bạn là những người người ta đã bày bựa, ta vi phạm lên vi phạm xuống kỷ luật, cứ ra cái đội nào đó là vi phạm. Thì nói thẳng các bạn như ông giáo người ta cũng chán, người ta không dám cho ra những cái đội đấy, chỉ sợ ảnh hưởng. Ví dụ như thằng các bạn là bạn bày bựa hết mặt trại rồi, đi đội nào bạn cũng thế nọ đây kia, cũng gây nọ gây kia ra và đi giam riêng kỷ luật rồi các bạn, người ta không dám nhận các bạn nhé. Kể cả đến trinh sát nhân lực mà cứ đẩy cứ chuyển về cái đội đấy thì
cán bộ quản giáo không bao giờ người ta nhận, và người ta chỉ ra ngoài đội các bạn, người ta rình, người ta bắt lỗi và người ta lại dắt, người ta trả về bộ môn. Và chính vì như vậy có nhiều như anh em nói thẳng các bạn là được, nói chung là người ta cũng phải đánh đổi, người ta trả giá rất là nhiều cái những năm tháng của người ta nằm trong buồng giam kỷ luật hay nhà giam riêng này các bạn, đấy thấm thía rồi và cuối cùng người ta mới được hưởng cái chân gọi là chân chơi đấy. Thì thực sự các bạn là trong cái mặt trại đấy, tùy theo từng người, ví dụ như bạn đóng chân chơi thì bạn vẫn được giảm án bình thường, bạn vẫn có khá tốt, cải tạo khá tốt để bạn giảm án, hay là bạn bẻ án, hay là bạn đặc xá, bạn tha tù có điều kiện về. Nhưng những thành phần bầy bựa đấy, bố láo ăn cắp trong trại đấy, mà cán bộ người ta chỉ để trong trong trại để quét dọn rồi thế nọ đấy kia, làm việc nọ việc kia trong trại, thì những thành phần đấy là những người người ta không có kỷ luật, à người ta không có cải tạo các bạn, thì là không bao giờ có cơ hội giảm án. Thì nói thẳng các bạn là tùy theo từng 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 suy nghĩ của người, của con người các bạn. Có những người nói thẳng các bạn là người ta cũng thức tỉnh được, là người ta đã vi phạm rồi, đã bị kỷ luật giam riêng rồi, và người ta cũng phấn đấu cố gắng là giảm xét, mong đến ngày giảm xét, cố gắng để được giảm xét để sớm trở về với gia đình và vợ con và xã hội. Nhưng có những trường hợp, có rất nhiều những trường hợp, có rất nhiều anh em là các bạn là người ta đầu không khăn ít không khố, nói chung là vợ con chưa có các bạn. Cái thứ hai nữa là án tù người ta cũng đủ dùng, ví dụ 7-8 năm chẳng hạn, là có những thành phần nói thẳng các bạn là người ta cũng lười láo ở ngoài quen rồi, không chịu lao động rồi, và trong đấy người ta cũng bày bựa, người ta cũng giãy giụa các kiểu các bạn, đi đội nào người ta cũng bật đấy, rồi cuối cùng bị vào giam riêng kỷ luật. Và cán bộ nói thẳng các bạn là cán bộ người ta cũng chán và người ta cũng cho ở lại mặt trại để nói chung là lóc quác làm trong trại, nhặt lá đá ông bơ thế nọ kia, nó không khác gì nhiều ở những đội ba la ghim. Nhưng vào trong đấy là các bạn có rất nhiều những thành phần, có những thành phần người ta đóng chân chơi là thuộc dạng thành phần là những anh em mà người ta cũng có số má thực sự ngoài xã hội, và người ta cũng có mối quan hệ các bạn, người ta có mối quan hệ với ban giám thị. Mình chia sẻ các bạn là có một ông anh người ở Nghệ An ấy, mình không tiện nói tên đây, là cũng quen biết với ban giám thị, với phó ban giám thị đó các bạn, mà đóng chân chơi trong đấy. Nói chung là mình cảm giác như cái công cuộc cải tạo của anh ấy, nó quá bon, quá thoải mái các bạn. Có nào tù ấy, có nào đóng chân chơi trong đấy, tù kiểu gì nhá, mà đóng chân chơi nói thẳng các bạn là không phải làm một cái gì cả, trực sinh thì cũng không phải, mà đội cây cảnh hay là thi đua trật tự cũng không. Có như là mình mấy năm rời mình ở cái mặt trại Thanh Lâm ấy, là mình nhìn cái anh ấy là ở cùng với những cái đội anh em người ta đi làm, đội 17 và đội 34 các bạn, nhưng chỉ có một mình anh là quân số của đội 13, mang tiếng anh là người của quân số đội 13 thôi các bạn, nhưng mình chưa bao giờ thấy anh làm một cái gì cả. Ngược lại anh còn rệnh rạng thế nọ kia, nhiều lúc còn khà khịa với hết phạm nhân này phạm nhân nọ, nhưng mà cuối cùng các bạn, cuối cùng anh cũng bắt nạt thành từng người thôi. Có trường hợp là các bạn anh sinh hoạt một số phạm nhân các bạn mà phải đi giám định sức khỏe này, rồi cuối cùng anh phải chuyển ca, anh va đúng vào những người anh em Hà Nội các bạn, mang tiếng anh là người Nghệ An, một mình anh là một chuyến hướng đấy, là ở cái khu đấy một mình anh là người Nghệ An. Nhưng nói thẳng với con người anh phải nói là mình công nhận là bản lĩnh, dám đứng lên và thách thức rất nhiều đối thủ các bạn, và cuối cùng anh đã va ngay phải đúng đối thủ là người của Hà Nội và cái đội của Nghê Lùn các bạn, đội Nghê Lùn ở Hà Nội ấy. Cái khóa vừa rồi là mình ở đấy cùng với đội đám Nghê Lùn hay là Chiến Bẹp của Thanh Hóa ấy. Thì thực sự ra các bạn là va đúng vào cái đội của Nghê Lùn ấy. Và cuối cùng anh em người ta dàn xếp đến, nói chung là với sự can thiệp cán bộ nữa, và cuối cùng cái anh này phải chuyển đi ca khác các bạn, không dám, người cán bộ người ta không dám để đấy, bởi vì nếu mà để lại các bạn sẽ gây ra nhiều cái nó không thể nào nghĩ đến. Cuối cùng cán bộ người ta đã chọn biện pháp là xác định là phải để đẩy anh này đi. Thì thực sự các bạn là đẩy đi cũng là cả một vấn đề, bởi vì cái anh này anh ấy lại là chỗ anh em bạn bè quen biết với đằng vợ của cái ông phó ban giám thị ở trại giam Thanh Lâm này, và nói chung người ta cũng phải suy nghĩ tính toán rồi,
và cuối cùng người ta mới cho đi cái ca phân trại khác các bạn. Thì nói thẳng các bạn là ở trong cái mặt trại đấy có những rất nhiều trường hợp, nói thẳng các bạn, có những người đóng chân chơi thì người ta sống đúng với bản chất và con của con người ta, nhưng có những thành phần nói thẳng các bạn đóng chân chơi rồi, nói chung là mình không nghĩ được cái vị trí của mình như thế nào, không nghĩ được là mình đã cải tạo bằng tiền rồi lại còn cải tạo theo bằng mõm nữa. Có rất nhiều trường hợp các bạn, có rất nhiều trường hợp trong đấy. Nhưng chính vì như vậy có rất nhiều những cuộc gọi là ẩu đả, chơi lộn lại lẫn nhau ở trong cái môi trường này. Thực sự các bạn là trong đấy người ta sống, có thằng các bạn một khi mình sống đàng hoàng tử tế thì không sao, nhưng cái tiếng mà bạn làm rích cho cán bộ ấy, thì thực sự các bạn sống trong cái nỗi lúc nào cũng lo âu sợ hãi với anh em. Nói thẳng các bạn, người ta sống bằng mặt không bằng lòng. Ở trong đấy thẳng các bạn, để mà anh em người ta chơi nhau thì nó không thiếu gì cách các bạn. Có rất nhiều trường hợp thẳng các bạn là thời ngày xưa, cái thời mà tù nó còn loạn lên về ma túy hay điện thoại các bạn, hay về tiền mặt, nếu như người ta cán bộ đấy mà người ta không đỡ đấy, ví dụ như ở bạn là cháu của ông này thôi, nhưng mà cái vị trí, cái bảng xếp hạng của cái ông này, thằng các bạn ở trong mặt trại ông vẫn còn 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 non còn yếu đấy, chưa có tiếng nói mấy, thì thực sự các bạn là làm rích cho những ông đấy thì nói thẳng các bạn là rất là khó. Nếu những cái lỗi tội, nói thẳng các bạn, tội to tày đình các bạn nhé, thì những ông ấy không thể đỡ được. Mà chính vì như vậy có rất nhiều những người anh em là các bạn, người ta vịn vào cái cơ hội đó, người ta chơi nhau rất là đơn giản. Cái thời ngày xưa mình đã được chứng kiến các bạn, mình đã chứng kiến ở cái trại Thanh Phong nó loạn, cái thời gian mình lên là vẫn còn về ma túy, vẫn là có lác đác ấy. Nhưng mà nói thẳng các bạn, cả cái mặt trại nhé, mà ban giám thị các bạn, người ta đã dẹp được cả cái trại mà loạn này, ma túy người ta đã dẹp được rồi, chỉ còn lác đác một vài thành phần thôi. Nhưng mà cái người rích đấy các bạn, người rích cho cán bộ ấy, nó cũng thuộc dạng là có điều kiện, bản thân cái người này ấy, đã mất tiền nhà đóng chân chơi cho trại các bạn, để đóng chân chơi cho trại các bạn để mà được ở nhà chơi ấy. Nhưng cuối cùng các bạn lại nghĩ kiểu khác và cải tạo bằng mõm các bạn, và cùng đã hại bao nhiêu người anh em phải đi giam riêng kỷ luật đấy. Và cuối cùng anh em người ta chọn cách khác, người ta bảo nhau người ta chơi lại mọi người, và cuối cùng người ta đã đút cái tàu bè được một tép ma túy, và cuối cùng người ta dắt vào vỏ gối đấy. Nó lừa khi anh em đi lao động và có một người ta nghỉ ốm, người ta ở nhà, và người ta dắt vào trong cái gối đấy các bạn. Và cuối cùng các bạn nhé, và cuối cùng người anh em người ta ra báo cán bộ trinh sát đấy, báo hẳn với trinh sát luôn các bạn nhé. Và cuối cùng người ta vào tận cái tôm đấy người ta khám. Cuối cùng các bạn biết là cái anh này không biết được chuyện gì xảy ra, thì hôm ấy nghỉ ốm anh ấy xuống buồng ốm các bạn. Và cuối cùng các bạn làm sao, tiếng két sình mở ra thì cán bộ người ta gọi anh này ra các bạn, không biết là chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ là cán bộ gọi là có việc gì cần. Và cuối cùng các bạn làm sao, người ta lôi ra trong gối các bạn có một tép ma túy, và cuối cùng anh ấy phải nhận thêm một bản án nữa là mấy năm. Mà chính vì như vậy thằng các bạn này, có rất nhiều anh em người ta tuy là người ta đóng chân chơi trong đấy thật, nhưng càng những người mà có kinh tế hay là có cái chân cải tạo nó ngon lành đàng hoàng thì bao giờ người ta cũng phải giữ gìn các bạn, không bao giờ nói chung là để xảy ra thế nọ thế kia để mà ảnh hưởng đến chân cải tạo người ta các bạn. Hay đơn giản nhất, như nếu người ta thích các bạn nhé, nếu không cái thời trạng đại thời đại mà không có ma túy các bạn, thì người ta lại đút tiền mặt vào, người ta đút tiền mặt vào dưới vỏ đệm của bạn thôi, hay là vỏ 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 gối của bạn, là bạn cũng đủ khả năng là lên lên đường rồi. Những tiền mặt đấy các bạn thì cán bộ người ta không không nên là xử thêm án, mà người ta sẽ xử lý kỷ luật, một là cho các bạn đi cùm, hai là đi cùm xong và các bạn đi sẵn sàng là phải đi đội. Những anh em nào trong cái mặt trại mà đóng chân chơi các bạn nhé, thì những thành phần ấy thẳng các bạn đã vi phạm rồi thì cứ xác định là đi đội rồi, không bao giờ có cái cửa gì để mà quay lại được cái chân cải tạo như cũ. Thì trừ trường hợp sau này các bạn ra ngoài đội mới thì nói thẳng các bạn, rồi bạn muốn tạo dựng sao thì tạo, thì các bạn bảo tù thì nói thẳng các bạn là
đã là tù thì mang tiếng nó là nó đã mình đã cải tạo cái K3 này chẳng hạn, ví dụ là vậy. Nhưng cái cảm giác của mỗi người phạm nhân khi mà chuyển đội chẳng hạn các bạn, là bắt đầu cái cuộc sống nó đảo lộn đi các bạn, phải một thời gian nó mới ổn định. Và chính vì như vậy, nỗi lo sợ nhất của những anh em phạm nhân là khi chuyển đội các bạn. Ngay bản thân những anh em, nói thẳng công bằng là những anh em mà đã từng cải tạo ở những cái đội vất vả này chẳng hạn, hay là bất kể đội nào đi, thì cuộc sống của mình nó đang vào nếp rồi, đang quen anh quen em rồi, quen bạn quen bè rồi. Nhưng các bạn, khi bạn chuyển về những đội khác thì bạn lúc nào vẫn là người lính mới, và lúc đấy cuộc sống của bạn nó bị đảo lộn lên, và bạn lại phải bắt làm lại, bắt đầu làm lại ngay từ đầu, lại từ đầu, thì cuộc sống của bạn dần dần nó mới ổn định được. Tù là thế mà. Tù thì nói thẳng các bạn là bản thân ai cũng vậy, cảm giác tâm lý ai cũng vậy các bạn. Cứ chuyển đội là rất là chán nản, rất là buồn rầu. Không ai thích chuyển đội thế nào cả. Chỉ trừ trường hợp ấy, là bạn có dự kiến bạn chuyển về, ví dụ bạn đang ở đội vất vả chẳng hạn, hay là ở đội nọ đội kia, để bạn có dự định bạn chuyển đi thì nó khác. Bạn đã có chuyển bạn có dự định chuyển đi thì cái tư tưởng của bạn nó sẽ khác. Alo, chờ 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 tí nhá, em đang like ấy, em đang like ấy nhá. Thì rằng các bạn là mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau hoàn toàn, không ai giống ai cả. Ở trong cái mặt trại ấy, thường thường có những người anh em người ta có điều kiện thì người ta lại có thể là những anh lớn luôn, mình gặp rất nhiều có những anh lớn ấy, là người ta có sẵn sàng người ta bỏ thêm tiền nữa, người ta cho một ta đóng chân chơi cho một người em nữa của người ta ở nhà. Thì nói thẳng các bạn, những người em đấy người ta thì người ta vẫn còn phải có việc làm, chứ không phải là chơi 100% như kiểu như anh của mình được. Anh của mình chẳng hạn như là có thể là rệnh rạ suốt ngày, xỏ chân xỏ tay vào túi quần ấy, đóng giày, có thể đi lượn vòng quanh trại hết khu nọ buồng kia chơi được, thì nói thẳng các bạn cán bộ thì có thể người ta có thể bỏ qua ra được. Nhưng những người em là các bạn vẫn phải làm những công việc khác, tránh sự soi xét của ban giám thị xuống. Ví dụ như bạn phải phụ trực sinh, hay phụ cho những ông trực buồng, nên ví dụ như là đổ rác hay là quét nhà rồi chia cơm chia nước ấy, cho những phụ những người trực buồng ấy, thì cán bộ người ta đỡ soi. Thì thường thường các bạn, những anh em mà người ta có điều kiện như vậy thì người ta quý mến những người em út ấy, thì người ta đóng khoán cho và ở nhà các bạn làm những công việc đấy và để nấu ăn. Thì thường thường những người anh em người ta mà đóng sản cho những người em út của người ta ấy, thì thường thường các bạn là cuỗi người nhà người ta rất là đông, cuỗi nhà người ta 5 6 người, cuỗi nhà người ta 5 6 người ấy, thì người ta sẽ tạo điều kiện, người ta nói chung là đóng cho một người em ở nhà để phục vụ cơm nước cái nọ này kia các bạn, hay là những ngày nghỉ nhá, để là còn nấu ăn rồi các kiểu. Thì những người anh em mà người ta có đóng chân chơi đấy thì cái sự quan hệ người ta rất là lớn, rất là rộng, cán bộ người ta cũng nể, bởi vì các bạn biết là người ta cũng cải tạo bằng 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 tiền rồi, người ta cải tạo bằng tiền rồi, người ta cũng hương khói đầy đủ cho ông nọ ông kia rồi. Và chính vì như vậy các bạn là cái chân người ta đi lại rất là rộng. Nhưng có những trường hợp, nói thẳng các bạn, mình chia sẻ các bạn, có những trường hợp ấy đóng chân chơi, đóng đóng chân chơi thật, nhưng mà để nó đi lại nhiều lúc cũng còn phải khép nép, cũng còn phải khép nép các bạn, không dám thế nọ đây kia với thi đua trật tự. Nhưng có những người là các bạn, người ta bản lĩnh thực sự, người ta cũng có tiếng có tăm ngoài xã hội, nên người ta vào trong đấy người ta là nói chung là không khác gì như là nhà người ta hay như ngoài xã hội, người ta muốn làm gì thì làm, thích là người ta va ngay. Nhưng ở trong đấy có đôi ba dạng người, không phải ai cũng giống ai cả. Và có những trường hợp thằng các bạn là chạy chân thi đua hay là trật tự không ạ, thì thằng các bạn chân thi đua thì cũng phải mất tiền. Chân thi đua cũng phải mất tiền, cái thời đại bây giờ chân thi đua cũng là mất tiền, nó không như ngày xưa. Ngày xưa thi đua trật tự các bạn nhé, thì là cán bộ người ta nhìn nhận ấy, bởi vì thời ngày xưa là trại nó loạn mà, người ta lấy tù trị tù các bạn, thì là nó khác. Thì lúc giờ là cán bộ là người ta cứ chọn gấu mèo này cái nọ này kia để
ra làm thi đua trật tự cho trại để giữ an ninh trật tự cho trại. Nhưng bây giờ trại nó bình rồi, tất cả các bạn là người ta đánh vào hết, cải tạo hết. Và chính vì như vậy các bạn, những cái chân đấy bây giờ là phải mất tiền. Mất tiền nhiều lúc là cũng phải, càng những cái chân đấy, nói thẳng các bạn là phải, những anh em là người ta phải có điều kiện thực sự. Bởi vì những cái chân đấy là phải đóng góp nhiều, đóng góp xây dựng cho trại rất là nhiều. Ví dụ như là mỗi dịp trại nó có cái lễ hội gì đấy, hay là nói chung là bất kể trại có công việc gì các bạn, thi đua là một, trực buồng là hai đấy, hoặc là những anh em đóng chân chơi là phải đóng góp lên để xây dựng cái chương trình ấy, hoặc xây dựng cái quỹ đấy. Và chính vì như vậy hôm nay mình chia sẻ đấy, có rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả hỏi là đóng chân chơi ở từng mặt ở trại nó như thế nào, thì mình giải thích là đóng chân chơi nó có hai, rất rất nhiều thể loại các bạn. Có rất nhiều những trường hợp đóng đóng chân chơi, còn những trường hợp đóng chân chơi ngoài đội thì nó khác các bạn. Đóng chân chơi ngoài ngoài đội thì là mình đã chia sẻ với các bạn là từ mấy tập trước ấy, là những người anh em người ta ra đội đồi chẳng hạn, hay là ra đội kinh tế ấy, thì ra đội đồi cái công việc của người ta nó lại khác. Công việc của người ta thằng các bạn là sáng ra người ta xách ghế với xách ô, xách ô ra cho cán bộ lên đồi trông đội đấy, xong bắt đầu người ta mới quay ra người ta nấu nướng đồ ăn sáng ăn uống của người ta. Xong bắt đầu là người ta có thể là người ta quay ra các bạn, ví dụ là người ta cũng đặt vấn đề với những ông quản ở đấy, tạo điều kiện cho người ta đấy. Ra người đấy người ta gửi gắm dân các bạn, người ta tàu về người ta mua bán đồ ăn đồ uống, người ta nấu và trưa người ta xách về về trại. Nhưng có từng mặt trại các bạn, có mặt trại thì người ta cấm được xách đồ ăn về về ngoài đội, về 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 trại, thì trừ trường hợp là như ông giáo xin. Nhưng nói thẳng các bạn tù thì nói thẳng các bạn là đầu óc rất là quái thủ, đã là đóng chân chơi đã là cháu của ông nọ bà kia rồi các bạn, thì bao giờ nó thẳng các bạn xách đồ ăn về thì là người ta cũng phải phím trước ông quản. Thì như ông quản giáo thì bao giờ đấy, trước khi dẫn đội về nhập đội nhập trại các bạn, là người ta cũng phải bảo trực trại là ở nay tôi cho anh em tí đồ ăn các bạn, thì cán bộ vũ trang các bạn là người ta chỉ khám khám qua thôi, thế là ok. Còn nếu không có tiếng nói của trại của cán bộ ấy, thì như ông trực trại các bạn, người ta không bao giờ người ta cho anh em phạm nhân ở ngoài mà xách đồ ăn vào được. Bởi vì có rất nhiều trường hợp các bạn lý do tại sao mà cán bộ người ta cấm không được mang đồ ăn vào các bạn. Cái thứ nhất là do vi phạm, có rất nhiều trường hợp là luồn lách theo kiểu mang đồ ăn vào để vi phạm, luồn lách những đồ vi phạm vào dưới lẫn vào thức ăn các bạn để xách vào trại. Cái thứ hai ấy, là ví dụ như hiểu là các bạn mua đồ ăn ở ngoài vào rồi đấy, thì cứ người nọ gửi người kia đấy, đấy mua cho người ta mang vào, nấu sẵn người ta mang vào, thì các bạn vào căng tin người ta bán cho ai, người ta bán cho ma. Và chính vì như vậy các bạn là cán bộ người ta phải cấm ngay từ từ đầu luôn. Một người gửi được, một người mua được các bạn, thì là nhiều người người ta sẽ mua được, người ta gửi được. Và chính vì như vậy là người ta phải cấm, người ta quán triệt ngay từ đầu thì nó sẽ được hạn chế hơn. Và cũng có nhiều trường hợp các bạn, mình đã được chứng kiến nhé, có trường hợp có những quẫy, có những anh em thằng các bạn người ta còn quái cấp độ như này, người ta nấu canh cà chua các bạn nhé, cà chua trứng đấy, thì người ta giả danh là cái canh cà chua đấy, người ta xào trứng với cà chua lên các bạn, người ta cũng đổ một tí nước vào thôi, chú váng mỡ lên các bạn, xong người ta đổ rượu dưới, người ta đổ rượu dưới các bạn nhé, xong bắt đầu người ta đổ trứng cà chua phủ lên trên. Đó, khi sách trôi qua cổng trại rồi các bạn, và người ta lại về buồng, người ta lại múc, người ta gạt hết trứng cà chua ra nước ra, và người ta lại chắt rượu ra người ta uống. Và chính vì như vậy là đến có thời điểm có quả cán bộ người ta bắt được những quả, bắt được quả tạ luôn đấy, có trường hợp phạm nhân sách về như vậy, những đồ vi phạm rượu vào như vậy, hoặc là đồ ăn đồ uống ấy, mình luồn điện thoại hay luồn sim các bạn, hay tiền mặt vào trong, ví dụ như là một xô thịt chẳng hạn đấy, thì thường thường trong đấy ở những ngoài đội đồi hay đội kinh tế các bạn, người ta đi về là người ta hay có cái xô con xô sơn nhỏ đấy, là người ta hay đổ đồ ăn vào đấy. Đấy có trường hợp là người ta đổ luồn, người ta đảo lẫn cả đồ vi phạm vào để người ta xách luôn, trôi thì trôi mà không trôi thì thôi. Thì nói thẳng các bạn là xách đồ vi phạm vào, ví dụ như thuốc lào hay bật lửa, thì cán bộ có thể người ta du di, người ta cho, cùng lắm người ta không cho, người ta bắt được thì là người ta chỉ thu lại thôi. Nhưng
đã là điện thoại hay là tiền mặt các bạn, thì nó thẳng với các bạn là dở hơi ngay, dở hơi cán bộ ngay, là sẽ có chuyện ngay, người ta sẽ lập biên bản xử lý kỷ luật ngay. Hay là rượu cũng vậy, rượu là người ta cũng xử lý kỷ luật luôn. Có rất nhiều trường hợp mình chia sẻ đấy, là mang rượu vào cái hình thức là đổ vào vào canh, dưới là rượu trên là canh, và khi xách qua cổng cổng trại thì thẳng các bạn là có những ông cán bộ ấy, mà người ta khám thì người ta đeo khẩu trang, thì người ta cúi cúi canh này, thì người ta không thể, có thể là người ta không phát hiện được là rượu. Nhưng có những ông cán bộ người ta khám, người ta không đeo khẩu trang, thì các bạn bảo có cái đũa đấy, cái que đấy các bạn, là người ta cúi cúi lên này, thì các bạn mùi rượu nó bốc lên, người ta biết ngay. Mà chính vì như vậy, có những nhiều rất nhiều như anh em người ta xách vào những quả tàu đấy, quả thì trôi, quả thì trượt. Thì nói thẳng các bạn là ở những cái đội đồi đóng chân chơi, có nó tùy theo từng thời đoạn, từng giai đoạn. Cái giai đoạn ngày xưa ấy các bạn là tù ấy, là đóng chân chơi ấy. Bình thường những đóng chân chơi, đã là đóng chân chơi rồi các bạn, là có điều kiện. Có điều kiện thì nói thẳng các bạn có rất nhiều những ông quản các bạn, người ta cũng sống theo dập theo kiểu là cái chế độ ngày xưa đấy, ý là phải nuôi nuôi thầy bữa sáng. Thế rằng các bạn cái lúc làm việc đấy trực tiếp với cán bộ là bàn về đóng cái chân chơi của mình ấy, thì nói thẳng các bạn là mình phải mang cả trước. Có những ông quản thì người ta mang cả đóng chân chơi nhưng phải nuôi thầy bữa ăn sáng. Thì nói thẳng các bạn là mình đã chứng kiến rất là nhiều những con vợ, nói thẳng các bạn là nuôi ông thầy ăn sáng, nuôi thầy ăn sáng các bạn. Thậm chí là nhiều lúc tiền nhà mình gửi lưu ký nhưng mình chưa kịp vào ấy, mà mình hết tiền rồi các bạn, là phải đi vay mượn để mua mì hay là mua trứng ở trong căng tin các bạn, xách ra ngoài 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 đội để lo bữa sáng cho thầy. Mì nói thẳng các bạn là thậm chí khi là mì mình ăn, mình là phạm nhân, mình là người mất tiền, mình là người có tiền các bạn nhé, mình ăn đấy, có khi là mì không người lái. Nói thẳng các bạn trong cái môi trường đấy, có được gói mì ăn cả buổi sáng nó là cả một vấn đề rồi. Nhưng với ông quản các bạn là mì phải có người lái, không có người lái thì nó khó coi lắm, thì có vẻ thầy không 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 vui lắm, buồn lắm. Còn là thậm chí có khi bố mình ở nhà, bố mẹ mình ở nhà, có khi mình còn chưa làm được điều đó, chưa được báo hiếu như vậy, nhưng ở cái nơi đấy thằng các bạn đã trốn ba quân ba que đấy các bạn, các bạn chim lồng cá chậu rồi, thì muốn nói chung là giữ gìn cái chân cải tạo của mình, không muốn mất tình cảm giữa thầy trò các bạn. Nhiều lúc có những người anh em thằng các bạn là người ta phải chấp nhận, dù bực tức lắm, khó chịu lắm, nhưng thôi phải chấp nhận, vì quãng thời gian cải tạo ở phía trước nó còn dài, người ta đã phải chấp nhận, người ta đánh đổi các bạn. Mình chia sẻ các bạn là có trường hợp ngày xưa ấy, là cũng nhà anh này là cũng thuộc dạng có điều kiện, nhà anh này ở Hà Nội đấy, là anh này anh ở đội đồi mà cũng ra ngoài đội đóng chân chơi đấy, thì vợ cũng hay lên thăm gặp. Thì thằng các bạn là khi mình đóng chân chơi rồi thì nhà mình có quan hệ thân thiết với những quản giáo này các bạn đấy, thì là thăm gặp thì cứ ra thẳng ngoài lô luôn, ra ngoài lô thăm gặp luôn các bạn. Thì nói chung là cũng quan tâm chồng nhiều và lên thăm gặp, và cô vợ này các bạn là dính quả không qua được quả đòn của ông giáo đấy, và phải lòng ông giáo các bạn. Chính cứ mỗi lần lần lên thăm chồng các bạn là lại gặp gỡ với ông quản giáo đấy, và cuối cùng thẳng các bạn là đến lúc ông giáo này ông ghen, chắc là phải lòng cô vợ của anh tù rồi các bạn, vì sao ghen các bạn, và cũng xảy ra xích mích đấy, xảy ra xích mích. Và cuối cùng khi anh này hết án các bạn và quay vào, nói chung là cũng có chuyện với ông giáo này các bạn, và cuối cùng về hai vợ chồng chia tay nhau. Mình chia sẻ uy tín luôn cái câu chuyện này, mình đã thời điểm đấy mình lên mình đã được chứng kiến rồi, thì là lúc anh này anh ầm ầm chuyện lên thì mình lên là anh này cũng gần hết án rồi đấy, thì là được nghe anh em người ta kể lại nữa. Và cuối cùng thẳng các bạn là về một thời gian sau là vợ chồng chia tay đấy, là câu chuyện toàn bộ cái câu chuyện mình chia sẻ mình gửi đến các bạn, là những câu hỏi của quý vị khán giả hỏi là đóng chân chơi nó ở trong trại, sao không đóng chân chơi trong trại, hay là có người bảo sao đóng chân chơi ngoài đội như thế nào đấy. Thế nên hôm nay mình làm cái video này, này mình gửi đến tất cả quý vị khán giả này hiểu được cái cuộc sống
Đấy, về cái công cuộc cải tạo của anh em phạm nhân các bạn, khi mất tiền đâu phải là đơn giản. Mất tiền nó còn phải kèm theo nỗi suy nghĩ nữa, phải lo lắng, phải tính toán nữa các bạn, đâu phải đơn giản đâu. Nó không như ngoài xã hội thì nó khác hoàn toàn, nhưng trong môi trường đấy các bạn, mình là thằng tù mà. Chim lồng cá chậu rồi, mình dưới phân người ta, mình phụ thuộc vào người ta rồi, mình phải chấp nhận các bạn. Có những người anh em thằng các bạn là có trường hợp ấy là phải đánh đổi các bạn, mất cả vợ luôn. Hay thậm chí các bạn có những ông giáo người ta trắm cỏ, người ta ăn tham các bạn, người ta đớp luôn cả vợ của phạm nhân ấy. Thế là có trường hợp luôn các bạn nhé. Các bạn chắc các bạn cũng nghe được nhiều những câu chuyện tù ấy, của những anh em người ta kể đấy, là cái trường hợp như vậy các bạn, là ông giáo lằng nhằng luôn cả với vợ của phạm nhân là có, và cũng có những cuộc sinh hoạt giữa ông giáo và phạm nhân là có. Và video của mình đến đây mình đã hết rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi video của mình. Chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người với những video lần sau nhé. Xin thân ái chào tạm biệt.